Rồi ok, ngày hôm nay thì mình sẽ nói qua với anh em một chút về cái sơ đồ 4 và 3 mình hay chơi nhá. Cái sơ đồ này thì thường mình sẽ dùng hai CM à hai CM đây. Hai CM đá ngang nhau. Đó. Đó là Brainer với Moric đây. Còn cái DM, vị trí DM của mình sẽ là những cái người kiểu là thu hồi bóng, tập trung việc thu hồi bóng nhiều hơn là chuyền bóng. Bên cánh bên này thì mình sẽ sử dụng Lukaku. Thì mình sẽ nói qua một chút về chiến thuật. Cái chiến thuật tổng thì nó tất cả mọi thứ nó chỉ ở mức gọi là trung bình thôi. Tốc độ chơi cũng chỉ ở mức trung bình, không quá nhanh, chuyền cũng trung bình, sút cũng ở mức bình thường thôi. Chuyền bóng cũng ở mức gọi là an toàn, tạt bóng cũng thế, tạt bóng đi cột xa. Đây là cái chiến thuật đơn của mình. Và còn về cái sơ đồ này thì mình nghĩ là chiến thuật đơn nó quan trọng hơn. Khi mà bạn dùng một tiền đạo có xu hướng là chơi số 9 ảo ấy. Đấy, thì mình sẽ để lại đây một chút. Đó. Thì thường xu hướng sẽ là công 2 và thủ 2. Nó sẽ không dâng quá cao, nó sẽ lùi về hoạt động và tạo thành một cái hình gọi là một cái kim cương, một cái viên kim cương, nó di chuyển gần như là độc lập. Còn hai cầu thủ này sẽ là hai cầu thủ bó ở phía trong, bó ở phía trong. Và mình sẽ giải thích ở trên đây, mình sẽ giải thích ở trên một cái bản đồ ấy, cái bản đồ tactics cho anh em dễ hiểu. A few moments later. Nó thì ở đây anh em có thể nhìn thấy nhá. Ở đây anh em có thể nhìn thấy cái đội hình của mình. Cái đội hình của mình trong game nó là như này. Đây. Thì thường Benzema của mình, Benzema sẽ di chuyển xuống đây, di chuyển xuống cái bảng này. Và hai trung vệ thường sẽ bám theo. Thường nó sẽ di chuyển ở giữa DM và trung vệ của đối phương, CB đối phương ấy. Và hai cánh của mình thì lúc đấy nó sẽ xâm nhập vào đây. Khi đấy nó sẽ xâm nhập vào những cái điểm mà CB để lại. Ví dụ như CB này dâng lên thì thằng cánh của mình sẽ cũng xuống dâng vào đây, nó rất là nguy hiểm. Đấy, nó rất là nguy hiểm và rất là dễ thua nhiều bạn. Khi mà anh em xem stream mình đá FIFA FIFA 4 ấy thì em thấy là hầu như những bàn thắng của mình đều xuất phát từ những cái tình huống mà đây, hậu vệ nó theo mình sẽ chọc luôn xuống đây hoặc là mình đập xuống đây. Đó. Thường là những bàn thắng của mình nó sẽ xuất hiện như vậy thay vì là mình xuống biên rồi mình dễ. Đó là lý do cái tại sao mình hai bên cánh mình sẽ sử dụng cái đầu tiên là cái đột phá này. Cái đột phá và cái xâm nhập phòng cấm cũng như là cái chạy chỗ để chọc khe di chuyển ra phía sau lưng hàng phòng ngự. Đấy, di chuyển phía sau lưng hàng phòng ngự. Lukaku bên này thì cũng vậy. Đó. Cả hai bên đều sẽ là đột phá và sẽ là xâm nhập vòng cấm chọc khe. Quan trọng nhất ở trong cái cách chơi này thì mình nghĩ là một là số 9 ảo này, một số 9 ảo mình nghĩ là những cầu thủ nó phù hợp thì chắc là anh em biết như kiểu là Kai Havertz này, như kiểu là Firmino, Müller hay là Benzema đều có thể chơi ở vị trí này. Còn những cầu thủ khác như kiểu là mẫu cầu thủ nó cục bịch một tí, như kiểu Lukaku hoặc là Ibra cái thứ ấy, Drogba thì mình nghĩ là chơi nó sẽ không hợp ở vị trí này đâu, nó sẽ không hợp. Cái này thì khá là đơn giản, những cái xu hướng còn lại thì nó khá là đơn giản, auto giữ 5 cầu thủ này ở nhà thôi. 5 cầu thủ này đều sẽ là 1, 3 và tất cả đều sẽ là giữ vị trí. Thế thôi, nó không có quá nhiều những cái mà bây giờ mình sẽ nói luôn ở trong in game nhé. Số 9 ảo hoạt động chủ yếu là khoảng không giữa hàng hậu vệ và tiền vệ của đối phương, nhằm buộc các CB phải đưa ra những quyết định khó khăn là theo kèm hay không theo kèm. Nếu như một trong các trung vệ sẽ quyết định theo kèm, họ sẽ để lại một khoảng trống lớn ở phía sau lưng. Còn nếu họ không theo kèm, họ gần như sẽ để hở tiền đạo này chơi tự do và thoải mái. Ở đây tôi có thể kể đến những cái tên như là Benzema, Firmino, Kavert hay là Muller là những cầu thủ cực kỳ phù hợp trong cách chơi này. Nếu như đối phương không theo kèm khi số 9 ảo lùi về nhận bóng thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để căn chỉnh và tạo cơ hội bằng những đường chọc khe. Khi Benzema lùi về giữa sân làm bóng thì những cầu thủ CM trong sơ đồ này sẽ tự động lao lên và chơi như những tiền đạo cắm thông thường và gây được rất nhiều hỗn loạn cho đối phương. Như ở trong tình huống này, Benú chơi như một CM, còn Kevin và Nakata, hai CM chính trong đội hình thì lại dâng cao và chơi như những tiền đạo mũi nhọn, khiến cho đối phương rất bất ngờ. Ở tình huống này, anh em có thể thấy rằng là khi một tiền đạo lùi về nhận bóng thì khoảng trống của hai bên nách của hàng phòng ngự đối phương sẽ là rất lớn. Và cơ hội để chúng ta thực hiện những đường chuyền chọc khe xẻ nách nó sẽ là rất nguy hiểm. Ở trong tình huống này, khi mà Rudiger đã lao lên bắt Benzema của mình, một số chính nào
và không kịp quay về thì cái khoảng trống mà Rudiger để lại phía sau lưng là rất lớn. Hiểu một cách nôm na thì định nghĩa về số 9 ảo sẽ là một tiền đạo di chuyển rộng nhằm thu hút sự chú ý của đối phương cũng như là mở ra cơ hội dành cho những người đồng đội xung quanh. Bạn sẽ có nhiều hơn một pha tấn công nếu như bạn sử dụng thật tốt vị trí số 9 ảo này. Đơn cử như trong tình huống này, khi Benzema lùi lại nhận bóng và hậu vệ đối phương buộc lòng phải dâng theo để áp sát Benzema thì vô tình đã để lại một khoảng trống rất lớn ở phía sau lưng, và đó chính là khoảng trống mà anh em nên khai thác nếu như chơi chiến thuật này. Tiếp tục là một tình huống nữa, khi mà Benzema lùi về nhận bóng để xây dựng lối chơi, Rudiger buộc lòng phải dâng cao để áp sát Benzema, và khi Rudiger đã bỏ lại vị trí, mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng với phần việc còn lại của chúng ta. Ở trận đấu tiếp theo thì mình sẽ sử dụng Quang Hải ở vị trí số 9 ảo, một trong những chân chạy cánh và không phải là một tiền đạo chính gốc. Và tình huống này anh em có thể nhìn thấy rằng nếu như anh em sở hữu một số 9 ảo có khả năng chuyền bóng tốt cũng như là có chỉ số ẩn kiến tạo thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều với đối phương. Nếu như ở tình huống này là một số 9 cổ điển như cách mà anh em hay dùng thì vị trí đứng của cầu thủ đó sẽ là giữa hai CB của đối phương. Và lựa chọn để chuyền bóng trong tình huống này của CM cũng là hạn chế đi rất nhiều. Nhưng với một số 9 ảo thì khác, bạn có thể phối hợp với vị trí tiền đạo này hoặc có thể mở một đường chéo xuống cánh nơi mà một tiền đạo cánh đang sẵn sàng xâm nhập để đón đường chuyền. Và ở tình huống này, khi số 9 của chúng ta lùi sâu nhận bóng, đồng nghĩa với việc là CB của đối phương sẽ dâng lên áp sát và bỏ lại khoảng trống phía sau lưng. Đó sẽ là lúc mà các tiền đạo thật sẽ làm nốt công việc còn lại. Về cái năng dứt điểm thì chắc là thôi, tôi không dám bình luận thêm nhiều về khả năng dứt điểm của chính bản thân mình. Nhưng nếu mà sơ đồ này vào tay một anh em có khả năng dứt điểm có thể nói là chắc tay, thì mình nghĩ là sẽ có một cơn mưa bàn thắng ở trong những trận đấu xếp hạng mà họ thi đấu. Số 9 ảo chỉ phát huy tối đa khi đội bóng có những cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Một số 9 ảo xuất sắc là một cầu thủ có khả năng kiến tạo và ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa. Do đó họ không nhất thiết phải xâm nhập vào bên trong, dẫm chân lên các cầu thủ khác. Điều này giúp họ tạo ra rất nhiều khoảng trống ở trên sân cho các cầu thủ tấn công khác. Từ đó khiến số 9 ảo trở thành cầu thủ quan trọng trong hệ thống chiến thuật này. Với những anh em không có điều kiện để sở hữu những ST theo dạng siêu nhân thì số 9 ảo sẽ giúp cho anh em hạn chế rất nhiều việc phải đối đầu với tốc độ cũng như là sức mạnh đối với CB đối phương. So sánh một chút với việc chúng ta chơi ST theo meta chạy và chọc cực kỳ nhàm chán thì số 9 ảo sẽ khiến cho anh em phải tư duy nhiều hơn trong việc chơi game. Dưới đây thì mình sẽ tổng hợp thêm một số cái tình huống tấn công cơ bản đối với cách chơi này để anh em có thể dễ hình dung được cách vận hành nó. Vừa rồi là video đầu tiên của mình làm về chiến thuật ở bên FIFA 4. Hy vọng là anh em sẽ thích video này cũng như là subscribe kênh để ủng hộ mình.
Anh em nào có thêm nhiều ý tưởng về chiến thuật mà muốn mình thực hiện thì anh em có thể để lại ở phần bình luận phía dưới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Tabi. Bye bye.